10 địa điểm đáng sợ và rùng rợn bậc nhất trên thế giới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Nước TV. Đã bao giờ các bạn từng ghé thăm một địa điểm nào đó mà các bạn vẫn còn cảm thấy ám ảnh và sợ hãi cho đến tận bây giờ hay không? Hãy comment địa điểm các bạn đã từng ghé thăm xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Và các bạn thân mến, thế giới vô cùng rộng lớn mà có lẽ chúng ta dành cả đời cũng khó mà đi hết được. Cảnh đẹp thì vô số và tồn tại ở khắp nơi, nhưng cũng không thiếu những địa điểm đáng sợ khiến cho người ta bị ám ảnh, và có lẽ nó chỉ dành để thử thách những ai gan dạ viếng thăm mà thôi. Vậy thì đó là những địa điểm rùng rợn và đáng sợ tới đâu? Đây cũng chính là yêu cầu từ bạn Yến Nhi, mong muốn tìm hiểu ngay về những địa điểm đó, nên không để các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những địa điểm đáng sợ đó là những nơi nào nhé. Thứ nhất đó là chợ Akodesawa. Nếu các bạn nghĩ thế giới phép thuật và bùa chú chỉ tồn tại trong những bộ phim hay những câu chuyện thì các bạn đã sai rồi đấy. Chợ Akodesawa là nơi khiến cho ai cũng phải hãi hùng khi đây là chợ bùa chú phép thuật duy nhất trên thế giới được bày bán rộng rãi. What? Akodesawa Fetish nằm ở thủ đô Lome của Togo, vùng Tây Phi, là một trong những địa điểm rùng rợn nhất trên thế giới. Khu chợ phép thuật bùa chú này là nơi lớn nhất trên thế giới và chỉ dành cho những việc mua bán nguyên liệu mà các thầy phù thủy sử dụng để tạo ra các loại bùa chú, cúng tế và chữa bệnh. Họ phơi khô nhiều bộ phận của các loài động vật như mèo, báo, hổ, linh dương, ken ken, rơi và rắn, rồi treo chúng lủng lẳng trên các cột gỗ hoặc bày la liệt trên bàn, dưới đất. Đối với những vị khách phương xa tới thì đây quả là một lò phơi sống động vật đầy chết chóc mà khiến ai cũng phải rợn tóc gáy. Người điều chế sẽ nghiền nát chúng với các loại thảo mộc và đốt hỗn hợp này trong lửa để tạo ra một loại bột màu đen. Sau đó, họ sẽ cắt các vết cắt trên ngực hay lưng rồi chà bột này lên đó. Họ tin tưởng vào việc sử dụng các bộ phận trên cơ thể động vật hay các loại bùa chú trong nghi lễ kỳ lạ có thể giải quyết tất cả các vấn đề về thể xác cũng như là tinh thần cho họ. Chính vì vậy mà bất cứ ai từng đặt chân tới nơi đây thì đều phải khiếp vía vì sự rùng rợn và bí ẩn của nơi này đấy. Quả là quá hãi hùng phải không các bạn? Đi chợ là để sắm đồ mà gặp mấy cái mặt hàng như thế này là nhìn chỉ có muốn ngất thôi. Và tiếp theo là một thị trấn nổi danh với những linh hồn vất vưởng khiến ai cũng phải rùng mình khi nghĩ đến đấy. Thứ hai, thị trấn ma Bhangat. Các bạn đã từng đến địa điểm nào bị bỏ hoang và nổi tiếng ở Việt Nam hay không? Hãy comment địa điểm các bạn biết xuống phần bình luận nhé. Các bạn thân mến, Bhangat là một thị trấn bị bỏ hoang tại Rajasthan của Ấn Độ và được mệnh danh là nơi ma quái đáng sợ nhất của quốc gia Nam Á này. Tương truyền ban đầu, Bhangat được dựng lên để tưởng niệm một vị hoàng tử trong lịch sử Ấn Độ vào năm 1573. Tuy nhiên, do vướng phải một lời nguyền độc ác mà cuối cùng vào năm 1783, nơi này đã bị bỏ hoang. Sự hoang phế của thị trấn qua năm tháng khiến cho người dân ở các vùng lân cận không dám bén mảng tới đây, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn và trời tối. Ai đó ghé thăm thị trấn ma này thì cũng chỉ được tham quan giới hạn trong khoảng thời gian sau mặt trời mọc và khi hoàng hôn buông xuống, bởi họ tin rằng có một thế lực tâm linh nào đó vô cùng nguy hiểm sẽ gây ra những điều đáng sợ sau giờ giới nghiêm ngặt này. Tuy nhiên, để chứng minh lời đồn này là sai thì cũng có không ít du khách muốn cố ý ở lại lâu đài này để khám phá thêm điều bí ẩn gì đó. Và sau đó bản thân họ cũng mất tích không có bất cứ dấu vết nào. What? Thế mới thấy, chẳng dại gì mà tò mò cả. Cái giá phải trả là quá đắt cho những ai thích tò mò đúng không? Còn các bạn thì sao? Các bạn có dám liều mình để ở qua đêm nơi này hay không? Thì comment ý kiến ngay nhá. Và tiếp theo là một nơi khiến ai nghe tên cũng thấy sợ hãi. Thứ ba, điện thờ địa ngục Sanctuary of Topheth. Các bạn ạ, nơi đây được ví như một nghĩa địa lớn với những xác chết đầy nơi đây. Điện thờ Sanctuary of Topheth được phát hiện ở Tunisia, một quốc gia ở Bắc Phi. Điện thờ địa ngục này chứa hàng nghìn ngôi mộ trẻ em khiến cho ai cũng phải rùng mình khi nghĩ đến có vô số những trẻ em đã thiệt mạng. Theo phỏng đoán của nhiều nhà khoa học, chúng có thể là nạn nhân của cuộc thảm sát tàn khốc. Thậm chí, những đứa trẻ này có thể bị giết và ăn thịt vô cùng đáng thương. Chính vì vậy mà nơi đây đã trở thành một trong những điện thờ thuộc danh sách những địa ngục đáng sợ nhất trên thế giới. Thật đáng thương cho những đứa trẻ ở nơi đây. Vậy nên thật may mắn khi mà chúng ta vẫn được bố mẹ yêu thương và được sống trong một môi trường hòa bình như nước ta đúng không các bạn? Và ngay sau đây là một nơi ám ảnh bất cứ ai từng can đảm tới đấy. Thứ tư, hang Aktun Tunichi Mokna. Những nơi từng có rất nhiều người chết thì luôn khiến cho bất cứ ai đến đây cũng cảm thấy giận người vì oán khí vô cùng nhiều. Đặc biệt là những nơi trong lịch sử từng làm địa điểm hiến tế của những bộ lạc lạc hậu như hang Aktun Tunichi Mokna ở Bilice này. Được biết, địa điểm này còn được biết tới là động mai táng thời đồ đá. Nơi đây chứa hàng trăm bộ hài cốt, kinh dị nhất là phần lớn đều là trẻ em, những đứa trẻ bị mang đi hiến tế. Ngoài ra, nó cũng có tên là hang của những chiếc đầu lâu thủy tinh, khi mà khắp nơi rải rác rất nhiều bộ xương đều là nạn nhân của tục tế thần của người Maya cổ đại. Có 14 bộ hài cốt được phát hiện trong hang này, trong đó nổi tiếng nhất là bộ hài cốt có tên là Crystal Maiden của một trinh nữ trẻ, bị giết hại khi trở thành vật phẩm tế thần trong các nghi lễ tôn giáo.
nghe mà rợn người quá đi mất thôi. Và tiếp theo là một khu rừng đáng sợ mà chẳng ai dám đặt chân đến nếu như không muốn chuốc họa vào thân. Thứ 5, khu rừng Hoya Baku. Ánh sáng bí ẩn xuất hiện, những chiếc cây mọc kỳ quái cùng cảm giác dựng tóc gáy là những mô tả về khu rừng bí ẩn Hoya Baku này. Nơi đây được đánh giá là một trong những địa điểm rùng rợn và bí ẩn nhất trên thế giới với biệt danh Tam giác quỷ Bermuda ở Romania. Được cho là pháo đài Dracula quỷ hút máu trong truyền thuyết, khu rừng Hoya Baku với diện tích khoảng 250 hectare mang trong mình những biểu hiện kỳ lạ cũng như bí ẩn rùng rợn mà bất cứ ai khi bước vào cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nơi đây luôn gắn liền với nhiều câu chuyện về UFO và các hiện tượng bí ẩn khó lý giải. Theo đó, những người từng đặt chân vào khu rừng này phát hiện ra vô số những hiện tượng lạ như vết phát ban, vết xước, vết bỏng đột nhiên xuất hiện trên cơ thể hay bị đau nửa đầu và buồn nôn, chếnh choáng và quên thời gian. Thêm vào đó, người ta còn nghe thấy giọng nói bí ẩn trong khu rừng Hoya Baku này hay nghe thấy những hồn ma tại địa điểm rùng rợn đó. Dù là ảo giác hay là sự thật thì đây quả thực là một nơi quá ám ảnh với bất cứ ai, đúng không các bạn? Và có bạn nào thích khám phá khu rừng này hay không thì đừng quên comment đi luôn để điểm danh ngay nhé. Và tiếp theo là một thị trấn đầy ma mà chẳng ai dám can đảm đến đây đâu. Thứ 6, thị trấn ma Pripyat. Trên thế giới thì vẫn luôn đầy rẫy những thị trấn hay ngôi làng bị bỏ hoang đầy kỳ bí và rợn tóc gáy. Và một trong những nơi rùng rợn ma quái bậc nhất trên thế giới là thị trấn Pripyat của Ukraine. Được biết, thảm họa hạt nhân vào năm 1986 đã khiến cho nhà máy hạt nhân Chernobyl phải đóng cửa và tất cả các cư dân của vùng lân cận phải sơ tán đi nơi khác, bỏ lại đằng sau một vùng hoang tàn và chết chóc khi các chất bức xạ vẫn còn tồn tại ở nơi đây. Vì vậy mà dù trải qua bao nhiêu năm thì nơi đây vẫn vô cùng hiu quạnh và không có một sự sống nào tồn tại. Và đương nhiên là chỉ còn những hồn ma chọn nơi đây là nơi trú ngụ. Thực sự nghe mà thấy đáng sợ, có cho tiền tỷ thì thôi mình cũng chịu, không bao giờ dám đến đâu. Và tiếp theo là một nơi kinh dị bậc nhất trên thế giới đấy. Thứ 7, nhà thương điên bị bỏ hoang ở Anh. Và trong danh sách những địa điểm đáng sợ và rùng rợn nhất trên thế giới này thì không thể nào bỏ qua nhà thương điên bị bỏ hoang ở Anh này được. Được biết, đồi Ken là một nhà thương điên bị bỏ hoang từ lâu ở Croydon của London. Mở cửa lần đầu tiên vào năm 1882, nhà thương điên đồi Ken lúc đỉnh điểm là nơi điều trị cho 2.000 bệnh nhân tâm thần. Mãi cho đến năm 1991, khi các bệnh nhân giảm dần, nhà thương điên này đã bị bỏ hoang. Trong khi toàn bộ bệnh nhân cũng như nhân viên của nhà thương điên đã rời đến nơi khác, thì rất nhiều giường bệnh lẫn các trang thiết bị y tế đã bị bỏ lại, nằm lăn lóc, rải rác khắp nơi và bị hủy hoại theo năm tháng. Lịch sử và sự tàn phế của nơi đây đã biến nó trở thành một nơi ma quái đến rợn người. Vậy nên chẳng dại gì mà đến thăm cái bệnh viện đã bị bỏ hoang làm gì cả, vì nó có thể tồn tại vô số những linh hồn đã không qua khỏi khi mà điều trị ở đây. Nên nếu mà vô tình phải đi lạc thì các bạn có dám ở một đêm qua bệnh viện này hay không thì nhớ comment suy nghĩ nhé. Tiếp theo là một nơi trong lịch sử con người đã sử dụng để chứa những xác ướp của người chết đấy. Thứ 8, hang xác ướp Cabayan. Cabayan là hệ thống hang động nhân tạo rộng lớn ở Philippines, nằm cách thành phố Manila 300 km, nơi được biết đến với những xác ướp hàng trăm năm tuổi bị chôn vùi trong hang động rải rác quanh các ngôi làng. Và điều đáng sợ chính là những cái xác còn nguyên vẹn, bị khô héo thay vì bị chôn vùi dưới đất và phân hủy theo năm tháng. Được biết, ướp xác được thực hiện ngay khi một người vừa qua đời và tính độc đáo của những xác ướp này chính là quá trình ướp xác. Người ta đổ vào xác chết một dung dịch muối rồi cho lên lửa trong tư thế để ngồi hong khô chất lỏng. Khói được phả vào miệng để làm khô nội tạng bên trong. Thực sự mà nếu có đến nơi đây phải đối mặt với những xác ướp này thì không những hoảng hốt mà còn bùn rùn hết cả chân tay vì trông phát khiếp mà thôi. Quả là đáng kinh ngạc với tay nghề ướp xác của những người dân nơi đây. Và ngoài ra, hệ thống hang động này cũng phức tạp nên nếu như bị lạc tới đây, có khả năng là bạn sẽ được bầu bạn cùng với xác ướp đến vĩnh hằng đấy. Và tiếp theo là một lâu đài nổi danh với những lời nguyền chết chóc. Thứ 9, lâu đài Leif ở Islands. Islands là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới và cũng là nơi có nhiều điều bí ẩn. Và một trong những nơi bí ẩn rùng rợn nhất Islands đó chính là lâu đài Leif, nơi tồn tại rất nhiều câu chuyện ghê rợn và căn hầm bí mật có chứa lượng hài cốt chất đầy ba xe kéo. Lịch sử lâu đài này gắn liền với nhiều câu chuyện về các hồn ma và những hiện tượng bí ẩn. Được biết, lâu đài được gia tộc O'Bannon xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 15, nhưng sau đó được bộ tộc O'Caron cai quản. Sau cái chết của lãnh chúa Muruni O'Caron, gia tộc này xảy ra những cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu và biến lâu đài Leif thành nơi giam giữ những tù nhân sát hại lẫn nhau. Và kinh khủng hơn khi mà người ta đồn rằng lâu đài này đã bị ám bởi một số lượng hồn ma lớn, trong đó thì có những con quái thú có mùi thối rữa và lưu huỳnh. Ngoài ra, trong khi cải tạo lâu đài thì các công nhân phát hiện ra một hầm ngục nơi các tù nhân bị hành hình, bị bỏ đói cho đến chết.
và tại đây các công nhân còn tìm thấy 3 bộ hài cốt và xác của họ bị gai nhọn đâm xuyên qua người. Uầy, nghe mà dã man, quả là một nơi đáng sợ và đầy rẫy những cái chết tàn độc nhất. Cuối cùng là một ngôi làng cũng rất nhiều những hồn ma oan uổng khiến cho ai cũng phải sợ hãi. Vị trí thứ 10, làng Orado Sur Glen. Các bạn thân mến, làng Orado Sur Glen ở Pháp là những bằng chứng cho thấy sự tàn ác của phát xít Đức trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2. Được biết, vào ngày 10 tháng 6 năm 1944, làng Orado Sur Glen bị phát xít Đức tấn công. Tất cả đàn ông bị bắt, bắn vào chân và đưa lên giàn thiêu, và duy chỉ có 5 người thoát khỏi cuộc thảm sát đó. Không những thế, phát xít Đức còn dùng súng máy và lựu đạn giết chết phụ nữ và trẻ em trong làng. Cả Orando Sur Glen chìm trong biển lửa và sự phá hủy hoàn toàn. Vào năm 1958, một ngôi làng mới cùng tên được xây dựng gần vị trí ngôi làng cũ. Tuy nhiên, người dân từ chối đặt chân đến phần tàn tích còn sót lại. Họ cho hay đã nhìn thấy những linh hồn người chết, từ đàn ông cho đến phụ nữ, trẻ em đi lang thang trong làng vào ban đêm và ngửi thấy mùi gỗ cùng thịt người cháy khét. Có lẽ cái chết đã quá đột ngột và những hồn ma nơi đây vẫn luôn lảng vảng trong ngôi làng khi mà còn sống. Thế này thì ai mà dám đến đây ở được cơ chứ? Nếu mà đến đây thì có lẽ lại được những hồn ma đón tiếp vô cùng nồng hậu cũng nên. Quả là một nơi ghi đậm những dấu vết của chiến tranh tàn ác trong quá khứ. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng khám phá về 10 địa điểm nguy hiểm, đáng sợ và rùng rợn bậc nhất trên thế giới. Bạn cảm thấy sợ nhất địa điểm nào? Nhớ comment bày tỏ suy nghĩ cho mình biết nhé. Và nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúp TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúp mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.